Ngan Thu Ao Tim, xin một tràng pháo tay nữa. Tính thì xin quý vị nhớ đến chúng tôi, Kim Ấn và Phụ Công Dân. Tôi xin phép quý vị một vài giây. Bà xã tôi là dân hướng đảo từ bé, thành ra hay bày trò lắm. Thành ra từ kỳ này bà ấy tự nhiên bà ấy bày trò mà có tính, tôi mới nói đùa với ông bạn tôi là cái mồm này là mồm ngựa đó, mà bà không chịu phải không? Rồi cô ông có một bà cô hỏi tôi là thế nhiều màu tím lắm, thế bây giờ kỳ này anh đề nghị mặc tím nào, tôi bảo tím nào cũng được hết á, ngoại trừ tím bầm đấy. Mà nếu mà tím bầm thì là bà hay ông thì tôi cũng gọi này hoàn toàn. Mong rằng mong ba mời quý vị ra sân để giới thiệu ban. Xa xa
người